tối ngày 15 tháng 4 năm 2024, đáp lại lời mời của ban tổ chức, Thượng tọa Thích Giác Dũng, thư ký Hội đồng Chứng minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Viện trưởng, Trợ lý Đại lão Hòa thượng Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã quan lâm chia sẻ chủ đề Phẩm chất của người giáo thọ trung cấp Phật học đến chư tôn đức học viên tham dự. Mở đầu buổi chia sẻ, Thượng tọa giảng sư cho biết, trong giáo dục Phật giáo, nhất là giáo dục trung cấp Phật học, phẩm chất của vị giáo thọ hết sức quan trọng. Vị giáo thọ phải có 10 tuổi hạ và dĩ nhiên là phải có trí tuệ. Cho dù đủ 10 tuổi hạ nhưng không có trí tuệ thì không thể làm giáo thọ. Bởi lẽ phải đủ 10 tuổi hạ, vị giáo thọ mới huân tu những kiến thức cần thiết về Tam Tạng Thánh Điển, Kinh, Luật, Luận. Chương đầu tiên của 24 chương Oai Nghi quy định, năm hạ về trước chuyên học về luật, năm hạ về sau mới học tập kinh, luận và tham thiền. Vị giáo thọ phải giữ gìn giới luật thanh tịnh như Ngọc Lưu Ly. Tăng ni sinh học tập theo lời dạy của vị giáo thọ, đồng thời sống gần gũi và noi theo gương sáng của vị giáo thọ để tu hành. Cho nên, vị giáo thọ luôn giữ giới luật thanh tịnh, làm tấm gương đạo hạnh cho tăng ni sinh mà chư tổ gọi là thân giáo. Giới luật là nền tảng đưa đến thiền định và trí tuệ. Từ trí tuệ, hành giả đốt cháy vô minh vượt qua ba cõi. Giới luật giữ vai trò hết sức quan trọng trong việc tu nhân học Phật. Cho nên trước khi nhập vô dư niết bàn, Đức Thế Tôn dạy, hãy tôn trọng, trân kính giới luật. Hãy lấy giới luật làm thầy, Như Lai tại thế cũng lấy giới luật làm thầy. Trong 250 giới của tỳ kheo, 100 pháp chúng học là oai nghi. Oai nghi cũng giữ một vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp trồng người. Oai nghi làm cho vị giáo thọ được trân trọng, được kính ngưỡng hơn. Khi xưa, Ngài Xá Lợi Phất đã là đạo sư nổi tiếng đương thời, nhưng khi thấy vị tỳ kheo trẻ tên là Mã Thắng đi khất thực với oai nghi khả kính, liền khởi tâm bồ đề quy ngưỡng. Vị giáo thọ phải am hiểu giới luật của hai bộ mới có thể giảng dạy một cách chính xác những lời dạy của Đức Phật. Người giáo thọ phải am tường giới Thanh Văn và Bồ Tát. Vị giáo thọ luôn ghi nhớ câu, học nhi bất yếm, hồi nhi bất quyện, tức là luôn trau dồi học tập và khi giáo dưỡng người thì không biết mệt mỏi. Cuộc sống luôn thay đổi, nhất là trong thời đại công nghệ hiện nay. Vị giáo thọ luôn luôn phải cập nhật, làm mới tư duy và truyền trao Phật học cho thế hệ sau phải tận tụy hết lòng. Mô hình giáo dục trung cấp Phật học nói riêng, giáo dục Phật giáo nói chung đòi hỏi vị giáo thọ không những chỉ có kiến thức thế gian mà phải có nội hàm Phật học. Điều quan trọng hơn là phải thể hiện giới luật, oai nghi ngay trong tự thân mình để làm bài học quý giá cho thế hệ sau noi theo. Có làm được như thế, chúng ta mới mong đền đáp được công ơn giáo dưỡng của Thầy Tổ trong muôn một. Cuối lời, Thượng tọa giảng sư kính chúc tất cả chư tôn đức giáo thọ trung cấp Phật học luôn dồi dào sức khỏe để lèo lái con thuyền tri thức của mình.